Hai, Lê Tuyền xin kính chào quý ông bà cô chú bác, các anh chị, các bạn và các em đang xem video của Lê Tuyền nha. Hôm nay Lê Tuyền xin chia sẻ cùng cả nhà cách nấu một loại nước mát và xương sáo để uống trong những ngày hè nắng nóng này nha cả nhà. Cách làm như thế nào? Mời cả nhà hãy cùng vào bếp với mình. Ở đây mình có hai trái bí đao một ký mốt, mình có 5 khúc mía một ký mốt hai trái la hán quả một bịch xương sáo 20 g thục địa 30 g kỷ tử 200 g đường phèn và 1 100 g đường cát 30 g hạt é Đầu tiên mình sẽ đi nướng 5 khúc mía này của mình nha 5 khúc mía này của mình có trọng lượng là 1 kg 1 đây là mình sử dụng mía đường nha cả nhà Nếu cả nhà có mía lao thì sẽ càng tốt hơn nha Mình nướng đến khi nào mình thấy những khúc mía này của mình rám vỏ và vàng đều như vậy là được Mía sau khi nướng xong thì mình sẽ chờ cho mía thật là nguội Mình sẽ góc bỏ vỏ mía Sau đó mình rửa lại cho thật sạch Và bây giờ thì mình sẽ chẻ những cái khúc mía của mình ra làm tư nha. Tiếp theo mình sẽ đi cắt hai trái bí đao này của mình ra. Đầu tiên mình sẽ cắt trái bí ra làm hai như vậy. Sau đó mình cắt ra làm đôi nữa ha. Và mình sẽ cắt bỏ cái phần ruột của trái bí nha. Mình bỏ cho hết luôn cái phần ruột nha cả nhà. Như vậy thì khi mình nấu xong á cái nồi nước sầm của mình sẽ không bị chua nha mình cắt bí thành những cái khoanh dày khoảng hơn 1 cm như vậy là được đừng cắt mỏng quá nha cả nhà cắt mỏng quá thì khi mình nấu mình bí của mình nó sẽ bị rã ra đó hai trái la hán quả này của mình mình cũng sẽ cắt ra thành những miếng nhỏ luôn Mình bắt lên bếp một cái nồi cho vào nồi 5 lít nước Sau đó mình sẽ cho hết phần mía vào nè Tiếp đến là 20g thục địa Và mình cũng sẽ cho hết cái phần bí đao này của mình vào nồi luôn Cuối cùng là hai trái là hán quả Mình sẽ nấu cho cái nồi nước này sôi lên khi nồi nước của mình đã sôi lên rồi mình sẽ cho hết 200g đường phèn vào. Sẽ nấu thêm 20 phút nữa với mức lửa trung bình của bếp ga. Ở đây mình chuẩn bị một cái túi lưới như thế này hay là cả nhà có cái túi vải nhỏ cũng được ha. Mình sẽ cho hết 30g kỷ tử này vào. Kỷ tử này thì trước khi cho vào mình phải rửa sơ lại cho thật sạch nha cả nhà. Quay trở lại với nồi nước xăm thì mình cũng đã nấu thêm được 20 phút rồi Bây giờ mình sẽ nhắc nồi nước xăm này của mình xuống nha Mình sẽ cho cái túi kỹ tử này của mình vào trong nồi nước xăm Và mình sẽ đậy nắp lại Mình ủ nồi nước xăm của mình thêm 30 phút nữa nha cả nhà Trong lúc mình ủ nồi xăm của mình thì bây giờ mình sẽ đi nấu phần xương sáo. Ở đây mình có một gói xương sáo 50 g mình sẽ cắt để mình lấy cái gói xương sáo ra nè. Ở trong đây người ta có cho mình một cái ống dầu chuối nữa cả nhà. Nếu mình thích mùi dầu chuối thì mình sẽ để vào, còn không thích thì thôi ha. Mình sẽ cắt cái bọc ra nè. Ở đây mình chuẩn bị một cái nồi cho vào nồi 800 ml nước. Và mình sẽ cho hết cái gói xương sáo này vào trong nồi khuấy cho phần bột xương sáo này của mình tan đều ra tiếp theo mình cho 100g đường cát vào trong nồi xương xáo và mình cũng khuấy một chút xíu cho đường tan và mình để cho cái nồi xương xáo của mình nghỉ 10 phút sau khi nồi xương sáo mình nghỉ được 10 phút thì mình bắt lên bếp mình khuấy cho đến khi nào cái nồi xương xáo của mình nó sôi bừng lên như vậy nè thì cả nhà thấy lúc mà nó sôi bừng lên thì xương sáo của mình nó sẽ bị vón cục ha mình vẫn tiếp tục hạ lửa nhỏ xuống và khuấy thêm vài phút nữa mình khuấy thêm khoảng 7-8 phút nữa thì mình thấy cái nồi xương sáo của mình nó mịn như vậy nè cả nhà lúc này cả nhà thấy không xương sáo rất là mịn luôn ha và không còn bị vón cục nữa thì mình sẽ nhắc xuống nha và mình sẽ đổ ra một cái khuôn Mình để đây và chờ cho xương sáo của mình nguội lại Sau 30 phút Mình dở nắp nồi xăm của mình ra Lúc này cả nhà thấy nồi xăm của mình Còn bốc khói rất là nóng luôn ha cả nhà ha Bây giờ xem mình sẽ múc hết Bí đao, lá hán quả nè Và mía nữa Mình múc ra hết luôn nha À cái túi kỹ tử của mình Mình cũng lấy ra luôn Bây giờ mình sẽ dùng một cái rây thật là dày ha Để mà mình vớt hết những cái phần mà cái vỏ của cái trái lá hán quả đó cả nhà Mình vớt cho thật sạch nha Mình mở cái túi kỹ tử của mình ra và mình trút hết những trái kỹ tử của mình cho vào nồi xăm Và mình đợi cho nồi nước xăm của mình nguội ha trong lúc đợi nước xăm nguội mình sẽ cho 30 g hạt é vào trong một cái tô cho nước đầy tô để mình ngâm phần hạt é này luôn nha quay trở lại thì phần xương sáo này của mình đã nguội hẳn rồi cả nhà bây giờ mình sẽ cắt xương sáo của mình ra nha cả nhà cắt to hay nhỏ thì tùy theo ý thích của gia đình mình ha mình sẽ cắt phân nửa là to còn cái phân nửa còn lại mình sẽ cắt hơi nhỏ một chút mình cho ra một cái dĩa nè mình chuẩn bị hai cái ly bây giờ mình sẽ cho đá vào trong một cái ly thôi mình sẽ múc hạt é mình cho vào trong ly nè cũng cho một ít hạt é vào trong một cái ly này còn lại của mình tiếp theo mình sẽ múc xương sáo và mình cho lên trên ha xương sáo mà khi mình nấu mình cho đường vào á cả nhà khi ăn cái miếng xương sáo nó ngọt nhẹ ngon lắm luôn á cả nhà còn nếu mà mình thích cái mùi dầu chuối thì mình sẽ cắt cái ống dầu chuối mình cho vào ha. Ở đây mình không thích mùi dầu chuối cho nên lúc nấu mình không có cho dầu chuối vào. Cuối cùng bây giờ mình sẽ múc nước xâm mình cho vào nè. Có những trái kỷ tử nữa, nhìn rất là đẹp luôn phải không cả nhà? Cả nhà nhìn thấy cái màu nước xâm khi mình cho vào trong ly nè quá chừng đẹp luôn ha nhìn hai cái ly nước của mình nè vừa rất là đẹp và nhìn muốn uống lắm luôn rồi cả nhà ơi bây giờ mình sẽ lấy cái ly xăm có đá của mình lên cho cả nhà xem nè cái nước xăm có một cái màu rất là đẹp ha cả nhà mời cả nhà cùng uống với mình nha nước xăm ngọt nhẹ thanh đặc biệt quá chừng thơm luôn cả nhà ơi có hạt é và xương sáo nữa ngon lắm luôn đó cả nhà à, nước xăm này mình cho vào chai và mình để vào trong ngăn mát tủ lạnh ha khi uống vào lạnh lạnh ngọt ngọt nè ngọt nhẹ rất là ngon luôn Đến đây mình cũng xin kết thúc video mình tại đây nha cả nhà. Cả nhà nếu thấy video này của mình hay hãy cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh. Nhấn vào cái chuông để khi mình có ra video mới thì cả nhà sẽ là người đầu tiên xem video mới của mình nha. Video của mình sẽ công chiếu vào lúc 18 giờ 30 tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Cả nhà nhớ đón xem giúp mình. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo. Bye!